chỉ với hơn 100 triệu khởi nghiệp ngay với xe tải cũ chất lượng. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và tôi là Hưng Duẩn Auto. Hôm nay thì sẽ báo giá và review một sản phẩm mới về salon Hưng Duẩn Auto nhá. Đó là chiếc K3000 đời 2001. Đẹp xuất sắc luôn các bạn. Đây, một chiếc 2001 mà có thể giữ được tất cả về nội thất ngoại thất nó như này thì quả là điều tuyệt vời các bác nhá. Đây, tất cả này. Phần thùng này cũng xuất sắc luôn, không bàn cãi gì nhiều. Xe đẹp, máy chất, không hơi thừa, không lâm đụng ngập nước các bác nhá. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết cho các bác xem. Tất cả phần đèn nhá. Phần đèn này vẫn còn mới nhá, vẫn sáng và trong luôn. Tất cả phần chán xe không đâm đụng ngập nước, rất là liền lạc, không xước sát gì cả nhá. Đấy, không xước sát gì cả. Xe rất chất. Đấy, bác nào thiện chí thì nhanh tay điện ngay số điện thoại bên em trên màn hình. Không thì con này em nghĩ là nhiều bác thích lắm đấy. Đây, tất cả đây, phần cột A này. Cột A nhá. Còn liền lạc nhá. Xe chất lượng. Lốp ổn. Khám dài. Khám thì đến tháng 12 năm 2019 các bác nhá. Khám tương đối. Đấy. Em này thì thùng bệ rất là đẹp, máy chất, không hơi thừa. Cũng bả mát tít tí nào nhá. Đây, em sẽ đi vào chi tiết các bác xem. Nội thất em nó là. Nội thất em này thì rất là đẹp. Nội thất xuất sắc nhá. Đấy. Đây, các bác xem tất cả tắp đi cửa. Đấy, tắp đi cửa. Không ọp ẹp, dập vỡ gì hết. Tất cả keo chỉ đây, không bả mát tít tí nào. Các bạn thấy vuốt thấy này. Không bả mát tít tí nào nhá. Vuốt. Đấy. Rất là mảnh luôn. Đấy. Đây, tất cả nội thất đây. Bật lên xuống, lên lạc. Rất là chắc chắn nhá. Tất cả trần này, ghế này, vô lăng này. Đấy, một chiếc xe 2001 mà giữ được độ đẹp và chắc chắn như thế này thì là quả là một hàng hiếm đấy các bác nhá. Lại giá rẻ nữa, không ngại gì nữa mà các bác không điện để số điện thoại bên em trên màn hình để sở hữu ngay em nó các bác nhá. Tất cả điều hòa là điều hòa mát lạnh luôn, điều hòa mát lạnh luôn nhá. Xe nhập khẩu từ Hàn Quốc, không phải là trong nước đâu. Tất cả thùng bệ thì thùng em này thì không phải nói đâu các bác ạ. Thùng này tất cả là không phải nói luôn. Tất cả thùng đây, linh bấm của hãng đây, tất cả thùng cực mỏng luôn, cực mỏng luôn nhá, không bặn ma tít tí nào. Đây, các bác thể sờ bằng tay nhá. Em này xuất sắc luôn các bác, chỉ việc về chỉ việc chạy thôi, xay lúa thôi, không cần phải thắc mắc gì cả. Em này không có sạt sóng. Đây, không phải là mất sạt sóng đâu các bác nhá. Thì những chiếc xe đời thấp thì có, còn có còn không đấy. Đây, sắt xi nguyên bản. Các bác nhìn nhá, sắt xi em này nguyên bản nhá. Xe em mới về chưa dọn rửa gì. Chưa một dọn rửa mới cả thay trước gì cả. Xe về y nguyên luôn. Em review luôn cho các bác vì em này nó đẹp quá. Đây, sẽ đi vào phần thùng của các bác xem. Sàn tôn. Đấy, một chiếc 2001 mà sàn nó được còn được như này thì các bác nghĩ sao ạ? Quá là xuất sắc luôn. Tất cả thùng đây. Thùng đây. Thùng rất chắc chắn nhá. Thùng này rất chắc chắn luôn. Đấy. Hôm nay về các bác chở lợn này, chở gọi là lúa gạo thì thoải mái luôn. Điểm 34 nha. Đấy thì em xin báo giá lại em này là em K3000 đời 2001. Và giá khởi nghiệp cho các bác luôn, đó là 125 triệu.
cực kỳ là hợp lý các bác tài là một khởi nghiệp, và những sản phẩm này thì là một hàng hiếm, nên các bác hãy nhanh tay điện ngay đến số điện thoại bên em trên màn hình để là người đầu tiên và sở hữu em nó các bác nhá. Đấy, nếu bác nào thấy hay và ý nghĩa và mong chờ những video tiếp theo của em vào ngày mai, thì ngay ngày hôm nay và ngay lúc này hãy nhấn vào nút đăng ký và nhấn ở tượng cái chuông bên dưới để là người đầu tiên nhận được những video hay nhất sớm nhất các bác nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip lần sau. Chúc các bác ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả. Xin chào.